chúng biết là hóa trị thì thường có những tác dụng phụ không mong muốn. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ thêm giúp em về vấn đề này được không ạ? Vâng, cái mà bên cạnh những cái ưu điểm của hóa trị mang lại là giúp cho hạn chế, thứ như có những cái giai đoạn muộn mình hóa trị trước khi mổ để làm thu nhỏ khối u và giảm đau cho bệnh nhân, sau đó thì mới phẫu thuật. Còn cũng có những cái trường hợp mà mình sử dụng hóa trị sau phẫu thuật. Đấy, thế nhưng khi mà có bên cạnh những cái ưu điểm là rất tốt để phòng chống cái việc di căn đến các bộ phận khác, thì nó cũng có một số các cái tác dụng phụ, nó gọi là nhược điểm. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng không phải là bệnh nhân nào cũng bị. Tất cả các cái tác dụng phụ như tôi sẽ chia sẻ sau đây, cũng như là cái thời gian bị tác dụng phụ, nó cũng không phải là có người thì là kéo dài, nhưng có người thì nó cũng rất là nhanh hồi phục. Thế thì ở đây là có một số các cái tác dụng phụ mà chúng ta có thể kể đến. Khi mà bệnh nhân điều trị hóa chất ấy, thì sẽ cảm thấy là cơ thể có thể là rất là mệt mỏi, cảm thấy là chán ăn, đôi khi là rối loạn tiêu hóa, có các cái cảm giác mà người nó buồn nôn hay là nôn, hoặc thậm chí là rối loạn tiêu hóa, đi tiêu chảy, làm cho người bệnh cảm thấy rất là khó chịu. Đấy, còn một cái tác dụng phụ nữa mà có thể gặp ở trong cái trường hợp mà điều trị bằng hóa trị, đấy là nó sẽ dẫn đến có thể là giảm bạch cầu, dẫn đến là bệnh nhân sẽ dễ bị các cái nhiễm khuẩn, gọi là nhiễm khuẩn cơ hội bên ngoài vào. Đấy, thì cái đấy là cũng cái mà cũng là đáng ngại. Và thứ ba nữa, đặc biệt là đối với cả các bệnh nhân nữ, người bệnh nữ ấy, mà nhất là các bạn trẻ, thì cũng sẽ rất e ngại cái vấn đề mà tác dụng phụ của hóa trị, đấy là cái vấn đề về rụng tóc. Thực ra thì tôi cũng đã theo dõi các cái bệnh nhân, kể cả những bệnh nhân trẻ, các bạn cũng yên tâm rằng là sau khi mà rụng tóc về do hóa trị ấy, thì sau một thời gian tóc sẽ mọc lại, và có những người tôi thấy tóc mọc lại còn đẹp hơn cả khi mà tóc ban đầu, tức là nó mượt hơn, mềm hơn. Nói như vậy cũng là để động viên các bạn, chứ cũng không phải là mong muốn gì là mình phải sử dụng các cái phương pháp điều trị như vậy. Ngoài ra thì còn có một số các cái tác dụng phụ khác như là bị rối loạn kinh nguyệt. Có những người sau khi điều trị hóa trị xong thì đã mất kinh, hoặc là mất kinh có thể là tạm thời mà cũng có thể là vĩnh viễn. Thế rồi là chính vì như vậy mà làm cho ảnh hưởng đến vấn đề sinh nở, cũng dẫn đến vô sinh tạm thời hoặc là vô sinh vĩnh viễn. Thì tất cả những cái yếu tố đấy nó cũng ảnh hưởng đến cái tâm lý của người bệnh. Ngoài ra thì cũng có thể gặp một số các cái tác dụng phụ khác, như là có thể là có cái rối loạn về sinh tủy, nó dẫn đến cái bệnh bạch cầu cấp. Thì cái này cái tỷ lệ thì gặp cũng không nhiều, cho nên là mọi người cũng đừng quá lo lắng, bởi vì chúng ta vẫn phải cân nhắc giữa cái mà hóa trị mang lại là đảm bảo an toàn cho tính mạng và sức khỏe của chúng ta, hơn là nghĩ đến những cái tác dụng phụ. Còn một số tác dụng phụ nữa, đấy là có thể là có cái hội chứng gọi là tay chân. Ở gan, lòng bàn tay, bàn chân có thể là xuất hiện các cái nốt mẩn đỏ, rồi ngứa. Thế hoặc là rối loạn một số các cái yếu tố về thần kinh. Thì đấy cũng là một số các cái mà hóa trị mang lại đến các cái tác dụng phụ không mong muốn. Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ.